bạn đã quay trở lại với Hiếu Thành Phát, lại là Nhung đây. Sau một thời gian nghỉ dịch thì Nhung đã quay trở lại và sẽ tiếp tục báo giá những cái giá mới của những cái dòng xe cũng như là cập nhật những cái màu sắc mới. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo chân Nhung và Nhung sẽ review cho các bạn một số màu xe nha. Thì đang đứng cạnh Nhung sẽ là một em Exciter 150 phiên bản mẫu 2020, tem 2020 ha. Em này sẽ là màu trắng đỏ. Và dạo gần đây thì nhiều bạn có nói Nhung là cái màu trắng đỏ của 2020 còn không, thì hôm nay Nhung sẽ quay cho các bạn xem nha. Hiện tại thì bên tiệm Nhung còn 1-2 xe gì đó ha. Thì em này bên Nhung hiện dao động với giá là 43 triệu đồng ha các bạn. Và khi mua góp thì các bạn đưa trước cho bên Nhung là khoảng 4 triệu đồng là được rồi nha. Em trắng đỏ này thì không còn khá xa lạ gì đối với các bạn nữa rồi. Trông rất là ngầu đúng không? Trong cà vẹt của em nó sẽ là trắng đỏ đen ha các bạn. Rồi, tiếp theo Nhung sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một em nữa, đó là em Exciter phiên bản 2021, phiên bản đặc biệt ha các bạn. Thì cũng trong cà vẹt của em nó sẽ là màu xám cam đen ha. Rồi, thì em này không, Nhung thấy là nhiều bạn cũng rất là ưa chuộng màu này và cũng hỏi Nhung khá là nhiều. Và hiện em này trên giá em này khoảng hơn 500.000 đồng, đó là giá 43.500.000. Và mua góp thì các bạn cũng chỉ cần đưa trước cho Nhung là 4 hoặc 5 triệu đồng là được rồi ha. Rồi, hôm nay hơi đặc biệt một chút xíu là Nhung sẽ quay 3 em xe là đều là màu trắng đỏ luôn. Tiếp theo sẽ là em phiên bản em 155, cũng là màu trắng đỏ đen luôn ha các bạn. Em này sẽ là em sơn 3D. Thì các bạn thấy thiết kế rất là ngầu cũng như là cá tính đúng không nào? Có thể thấy này, đường tem thì bên Nhung có sơn lên những cái chữ như vậy rất là ngầu cũng như là cá tính ha. Có chữ Exciter màu đen này ha, và ở dưới đây sẽ có một số chữ nữa để tạo điểm nhấn cho xe á, và một số họa tiết ở dưới nữa này. Rồi, phía sau xe thì cũng có tem xe cũng như là một cái hình đầu lâu như vậy để tôn lên sự cá tính mạnh mẽ của chiếc xe này ha. Và hiện tại em này thì bên Nhung đang bán với giá là 46 triệu đồng, và khi mua góp thì các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là khoảng 5 hoặc 6 triệu đồng là được rồi. Thì hiện tại á, khi mà các bạn mua góp thì các bạn chuẩn bị cho Nhung là một cái chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu. Và quên nữa, Nhung sẽ báo cho các bạn một tin vui là nếu hiện giờ thì chúng ta mua góp, có một số ngân hàng các bạn chỉ cần chuẩn bị cho Nhung một duy nhất một mình chứng minh gốc thì các bạn có thể làm hồ sơ lấy xe rất ngay trong ngày được ha. Hồ sơ thì chỉ trong mất khoảng là 15 tới 20 phút là mình có thể lấy xe rồi ha. Và sau mùa dịch này thì giá cả đang có một chút biến đổi cũng như là giảm nhẹ cho một số khách nào đang có nhu cầu mua xe. Và bên Nhung có tặng rất là nhiều phần quà hấp dẫn khác nữa. Bạn nào mà có nhu cầu mua xe cũng như là có dự định biết thêm những em xe khác nữa thì cứ nhắn tin hoặc gọi cho Nhung qua số điện thoại là 0353 545 958 nha. Thì hôm nay Nhung sẽ dừng ở đây và clip sau Nhung sẽ cùng cập nhật cho các bạn những cái dòng xe khác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.